xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Cùng với sự suy yếu của khối khí lạnh ở phía Bắc, thì cường độ gió trên khắp các vùng biển tiếp tục suy giảm về cường độ, phổ biến chỉ còn hoạt động ở mức cấp 3 đến cấp 4. Riêng phần phía Nam vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông trong hôm nay còn có gió Đông Bắc hoạt động mạnh hơn, đôi chút với cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Tình trạng biển và thời tiết đang khá ổn định nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tốt vẫn sẽ diễn ra trên khắp các vùng biển. Trời phổ biến tạnh giáo và ít mưa nên tầm nhìn xa khá thông thoáng. Riêng vùng biển ven bờ của vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, trời còn nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng, nên phần nào sẽ làm giảm tầm nhìn của các phương tiện khi lưu thông trên biển. Trong một vài ngày tới, gió trên biển nhìn chung không hoạt động mạnh, nhưng sẽ có sự khác nhau về hướng gió giữa phần phía Bắc và phía Nam. Tại các vùng biển ở phía Bắc như là vịnh Bắc Bộ từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, gió sẽ thổi chủ yếu theo hướng đông đến đông nam với cường độ không mạnh. Trong khi đó, phần phía Nam vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, gió sẽ tiếp tục thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ trung bình. Thưa quý vị và bà con, vậy là từ nay cho đến những ngày cuối tuần, thời tiết và tình trạng biển không có nhiều biến động, nhìn chung vẫn khá thuận lợi các tàu đánh cá xa bờ có thể yên tâm ra khơi cho tàu bám biển dài ngày. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thịnh hành gió đông đến đông nam có cường độ yếu, sóng biển chỉ cao từ 0,5 cho đến 1 mét nên tình trạng biển ổn định. Tuy nhiên, vào thời điểm đêm và sáng sớm, trời nhiều mây hơn, kèm theo sương mù sẽ làm cho tầm nhìn của các phương tiện trở nên hạn chế phần nào, sẽ gây cản trở đến việc lưu thông trên biển của tàu thuyền. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cũng có gió đông đông nam thổi với cường độ ở khoảng cấp 3, có lúc cấp 4 nên biển lặng, sóng biển êm ả. À. Tuy nhiên cũng giống như vùng biển ở phía bắc, do tình trạng nhiều mây và sương mù vào buổi sáng cũng sẽ làm cho tầm nhìn bị hạn chế nên các tàu thuyền khi lưu thông trong thời điểm này cũng cần cẩn thận hơn để đảm bảo an toàn. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, được dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ có hướng đông nam với cường độ cấp 4, có lúc cấp 5 sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Thời tiết có mây thay đổi, ban ngày có nắng nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Nhiệt độ phổ biến trong ngày từ 23 cho đến 28 độ. Tại vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, gió tại đây thịnh hành theo hướng Đông Đông Bắc với cường độ chỉ trong khoảng cấp 3 đến cấp 4, biển êm với độ cao sóng dưới 1 mét. Thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền và cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân trên huyện đảo. Tại vùng biển Bình Thuận cho đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, gió vẫn thịnh hành hướng chủ yếu hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển đều dưới 1,5 m, biển không động, nhiệt độ trong ngày duy trì ở ngưỡng dễ chịu. Đây cũng là vùng biển ổn định cùng thời tiết tốt nên bà con có thể yên tâm cho tàu thuyền hoạt động sang đến vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Tại đây gió thổi yếu, sóng biển đều dưới 1 m thời tiết trên biển tạnh giáo và ít mưa nên cũng khá ủng hộ cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Nhiệt độ trong ngày giao động từ 26 cho đến 32 độ. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan cũng có tình trạng biển tương đối ổn định, gió thổi nhẹ, trời ít mây, tầm nhìn xa thông thoáng. Bà con nhân dân có thể yên tâm ra khơi đánh bắt trên vùng biển này mà không chịu bất cứ trở ngại nào về thời tiết tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió trên vùng biển này tiếp tục giảm hơn về cường độ, gió đông đến đông nam chỉ còn hoạt động với cường độ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Sóng biển đều dưới 1 mét, mưa cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng gì. Các hoạt động khai thác và đánh bắt đều có thể diễn ra ổn định. Khu vực giữa biển Đông từ 10 đến 15 độ vị Bắc tiếp tục thịnh hành chủ yếu theo hướng đông, cường độ trung bình yếu trong khoảng cấp 3 đến cấp 4. Sóng biển không cao nên tình trạng biển diễn ra êm ả. À. Thời tiết tại đây cũng khá thuận lợi, trời ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các tàu đánh cá ra bờ. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây, gió trên vùng biển này vẫn thịnh hành theo hướng Đông Bắc nhưng cường độ cũng chỉ ở mức cấp 4. Sóng biển dưới 2 mét, thời tiết trên biển tạnh giáo và ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các tàu thuyền đang tham gia đánh bắt trên ngư trường Trường Sa đến đây bản tin thời tiết biển của đài truyền hình thuật số vtc xin được khép lại xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại